xin chào tất cả các anh chị, em là Thúy Hằng và đây là Thành Lộc. Thì hôm nay tụi em sẽ cùng nhau mở hộp và review chiếc iPad Gen 10. Thấy là yêu. Vẽ là feel tại showroom LMS Apple Authorized Reseller. Với màu sắc đó là cá tính rực rỡ, hiện tại iPad Gen 10 đang có 4 tông màu chính, đó là màu hồng, màu vàng, màu xanh dương và màu bạc. Với hai phiên bản chính đó chính là Wi-Fi Only và Wi-Fi Cellular cùng với con chiếc A14. Và không khí Tết đến xuân về rồi đó Lộc, không biết là Lộc muốn mở màu gì ha? Thì để hòa cùng cái không khí Tết thì hôm nay mình sẽ mở màu vàng. Ta-da, ước nguyện ra. Hiện tại thì em đang có màu vàng sẵn ở đây nha anh chị, nên là bây giờ tụi em sẽ cùng mở màu vàng. Anh chị hãy cùng em mở và xem bên trong hộp sẽ có gì nha. Thì trên tay em hiện tại là chiếc iPad Gen 10 còn nguyên niêm phong của Apple. Thì anh chị có thể thấy hình nền, logo và chữ iPad đều là màu vàng. Đằng sau vẫn còn nguyên siêu trên và siêu dưới. Và sau đây các anh chị hãy cùng mở hộp cùng em nhé. Đây, em thấy cái màu vàng này sao? Hộp mình tụi mình rất là đẹp đúng không anh chị? Trong hộp sẽ có gì vậy Lộc? Trong hộp này á, nó sẽ đi kèm theo là một cái dây sạc USB-C được làm bằng vải tinh dệt nè. Một cái cục sạc 20W dùng để sạc pin cho cái iPad của mình. Ngoài ra thì trong đây nó có một cái cuốn sổ hướng dẫn cho mình là hướng dẫn sử dụng. Và những cái sticker của Apple để mình có thể trang trí thêm cho cái iPad này. Rất là xinh luôn á. Đang là chiếc iPad Gen 10 màu vàng. Thì theo anh chị thấy nó sẽ có kích thước màn hình là 10.9 inch. Và cái khung viền của nó sẽ là màu vàng, bon màu vàng. Anh chị có thể nhận ra nè. Với phiên bản iPad Gen 10 thì thiết kế của nó sẽ đặc biệt hơn những phiên bản iPad khác. Chiếc camera nó sẽ được đặt nằm ngang và chính giữa màn hình. Nó phù hợp cho mình khi mà mình sử dụng, thuận tiện cho việc FaceTime hoặc là mình họp. Vì cái góc rộng của mình á, cái vị trí cầm nó sẽ dễ dàng hơn cho mình và thuận tiện hơn. Với camera sau được thiết kế lên tới độ phân giải 12 megapixel, thì mọi người có thể nhìn thấy những cái hình ảnh chân thực và sắc nét nhất. Trên iPad Gen 10 sẽ có những nút tác vụ như sau. Đầu tiên sẽ là nút Touch ID hỗ trợ cho anh chị tắt mở máy và mở khóa bằng vân tay. Tiếp theo sẽ là nút tăng giảm âm lượng. Kế tiếp sẽ là một cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh và xuất màn hình. Và cuối cùng sẽ là một cổng kết nối thông minh Magnetic Connector. Thì sẽ có hai dung lượng nên anh chị lựa chọn là 64GB và 256GB. Chiếc iPad Gen 10 sẽ đáp ứng đầy đủ các tác vụ văn phòng cơ bản cũng như là giải trí. Mọi chi tiết thắc mắc anh chị có thể liên hệ vào số hotline 0888 060688 và trang web maxsaigon.com để được tư vấn và giải đáp. Cảm ơn. Bye bye.